Chào các em, hôm nay đến tiết vật lý chính, cô sẽ ôn tập học kỳ 1 cho mấy em. Thì cái phần ôn tập cuối kỳ này cô sẽ ôn vào tuần này. Tuần sau thì cô sẽ cho mấy em kiểm tra 15 phút và tuần sau nữa thì mấy em sẽ kiểm tra cuối kỳ 1. Và khi kiểm tra cuối kỳ 1 thì mấy em đã nghỉ Tết. Bây giờ trước khi giờ ôn tập thì ở đây cô ôn tập về lý thuyết trước. Ôn tập về lý thuyết thì chúng ta gồm có cái chương điện học và cái chương điện từ học, và chúng ta học được một phần nửa cái chương điện từ học. Chương 1 điện học. Thì ở đây cô sẽ cho một gói câu hỏi. Nhưng mà ở đây chúng ta không có tổ thì cô sẽ cho từ gói câu hỏi cho em. Gói câu hỏi 1. Mỗi một câu hỏi này chúng ta trả lời trong vòng 10 giây. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó, thì nó là tỷ lệ thuận ở cái bài 1 của mấy em á. Tỷ lệ thuận, cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó. Sang câu 2. Viết hệ thức định lực ôm. Thì hệ thức định lực ôm chúng ta đã học rồi, bắt đầu từ cường độ dòng điện từ Y bằng U chia R. Đây là hệ thức của hệ định lực ôm. Chúng ta sang câu 3. Viết công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Thì R tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp thì chúng ta sẽ có R tương đương bằng R1 cộng R2. Chúng ta sang câu 4. Loại biến trở nào thường được dùng trong phòng thí nghiệm? Thì ở phòng thí nghiệm chúng ta chỉ sử dụng là gì biến trở con chạy thôi. Chúng ta sang câu 5. Đơn vị đo điện trở là gì? Thì đơn vị đo điện trở là ôm. Hai ký hiệu là ôm ấy, omega. Thì chúng ta đã hoàn thành cái câu hỏi thứ nhất. Phần gói câu hỏi kế tiếp. Câu 1. Điện trở của một dây dẫn thay đổi như thế nào khi chiều dài của nó tăng lên 3 lần? Thì mấy em đã học rồi, chiều dài điện trở tỷ lệ thuận với chiều dài. Nếu như chiều dài của dây dẫn tăng lên 3 lần thì điện trở chúng ta cũng tăng lên 3 lần. Chúng ta sang câu 2. Biến trở có công dụng gì trong đoạn mạch? Thì biến trở chúng ta dùng để là gì mấy em? Điều chỉnh cường độ dòng điện và thay đổi giá trị của là gì điện trở cũng được. Tôi xin lỗi. Bắt lại câu 1 cho mấy em. Nêu công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song. Thì R1 và R2 mắc song song, đối với hai điện trở thì chúng ta sẽ có hai công thức. Một là công thức 1 trên R tương đương bằng 1 trên R1 cộng 1 trên R2. Hai là công thức là R bằng R1 nhân R2 chia R1 cộng R2. Câu số 2. Đây cô làm rồi. Viết công thức tính điện năng sử dụng bởi một dụng cụ điện được xác định theo công suất, hiệu điện thế, cường độ dòng điện và thời gian sử dụng. Thì mình biết là viết công thức sử dụng được bởi dụng cụ điện được xác định theo công suất là B, hiệu điện thế là U, cường độ dòng điện là Y và thời gian sử dụng là T.
Số watt ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết gì? Thì số watt ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết là gì? Hiệu điện thế định mức của dụng cụ đó. Hay là công suất định, xin lỗi, công suất định mức của dụng cụ đó. Câu 4, kể tên 4 dạng năng lượng mà điện năng có thể chuyển hóa thành. Thì điện năng có thể chuyển hóa thành cơ năng, hóa năng, nhiệt năng và quang năng. Cơ năng, nhiệt năng, quang năng và hóa năng. Viết hệ thức định lực Joule-Lenz. Hệ thức định lực Joule-Lenz chúng ta gồm có là gì đây? Q bằng Y bình phương R, RT theo đơn vị là Joule. Còn nếu như theo đơn vị calo thì là bằng Q bằng 0,24 Y bình phương RT. Giờ chúng ta sang gói câu hỏi khác. Khi không dùng ôm kế muốn đo điện trở của dây dẫn, ta cần có những dụng cụ gì? Thì để không dùng ôm kế chúng ta dùng là gì? Em biết là đo điện trở R thì nó sẽ bằng R bằng U chia Y. U là hiệu điện thế, cho nên đơn vị của nó đo là vôn kế. Còn Y là cường độ dòng điện đo bằng ampere kế. Đây là ampere kế và vôn kế. Câu 2. Khi tăng hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn thì thương số U trên Y có thay đổi hay không? Thì em lưu ý là gì? Khi tăng hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn thì thương số U trên Y không thay đổi. Lý do là gì? Tại vì hiệu điện thế và cường độ dòng điện nó tỷ lệ thuận. Nếu U tăng thì Y nó sẽ tăng theo. Cho nên là hệ số này không thay đổi. Nếu Q được tính theo đơn vị calo thì hệ thức được như tính như thế nào? Thì nãy cô nói rồi ha, Q bằng 0,24 Y bình phương RT. Điện trở dây dẫn thay đổi như thế nào khi tiết diện của nó giảm đi 2 lần? Thì em biết là điện trở tỷ lệ nghịch với tiết diện. Nếu như tiết diện giảm đi 2 lần thì điện trở sẽ tăng lên 2 lần. Hai bóng đèn ghi 220V 25W và 220V 40W. Hỏi bóng đèn nào tiêu thụ nhiều điện năng hơn nếu thời gian sử dụng như nhau? Thì em thấy là gì cả? Chúng ta có công thức là điện năng A bằng B nhân T. Thì nếu như là B lớn thì chúng ta sẽ sử dụng điện năng nhiều hơn. Tức như là công suất lớn thì chúng ta sẽ sử dụng điện năng nhiều hơn. Cho nên bóng đèn là 220V 40W. Thì các em đã hoàn thành gói câu hỏi. Giờ chúng ta cần nắm những cái hệ thức nào? Thì cô ôm lại cho em nè. Thì đầu tiên là cái hệ thức định lực ôm. Hệ thức định lực ôm Y bằng U chia R. Thì từ cái hệ thức này chúng ta sẽ có thêm hai cái công thức là U bằng Y nhân R và R bằng U chia Y. Thứ hai là đoạn mạch. Đoạn mạch này gọi là đoạn mạch mắc nối. Nói tiếp có hai điện trở. Thì là về cường độ dòng điện như nhau tại mọi điểm, U bằng U1 cộng U2 và điện trở tương đương thì bằng R1 trên R2. Hay nói cách khác là về hiệu điện thế tỷ lệ thuận với điện trở. Cái phần này em ghi lại để em ôn tập thi cuối kỳ. Đoạn mạch có hai điện trở mắc song song thì chúng ta sẽ có Y bằng Y1 cộng Y2 và U bằng U1 bằng U2. Điện trở tương đương thì chúng ta sẽ có là 1 trên R tương đương bằng 1 trên R1 cộng 1 trên R2 hoặc R tương đương bằng R1 nhân R2 chia R1 cộng R2 hoặc là cường độ dòng điện tỷ lệ nghịch với điện trở. Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài tiết diện và vật liệu của dây, tức như là rho đó em. Thì chúng ta sẽ có R bằng rho L chia S. Công suất điện thì chúng ta có công thức chính của nó là P bằng U nhân Y. Ngoài những công thức này chúng ta còn có công thức nào nữa không em? A chia T hoặc là A bằng U Y T bằng B nhân T. Ngoài ra chúng ta còn có công thức là B bằng Y bình phương nhân R, B bằng U bình phương chia R. Thì cái này mấy em lật lại sách giáo khoa mấy em xem ha. Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua thì chúng ta sẽ có Q bằng Y bình phương RT. Thì hoặc là chúng ta có UI, UIT hoặc U bình phương R, RT hoặc là B nhân T.
Ở đây là bằng B nhân T đó mấy em. UI là B, Y bình phương R cũng là B, U bình phương R cũng là B. Theo định luật Junenser thì toàn bộ điện đã chuyển hóa thành nhiệt, nhiệt năng trên A nó bằng bằng Q. Đơn vị Jun. Ngoài cái đơn vị Jun chúng ta còn có đơn vị kilo, kilojoule thì chúng ta nhân cho 0,20 24. Thì cái phần chân điện học này chúng ta có cái sơ đồ tư duy như thế này. Thì cái sơ đồ tư duy này mấy em xem, mấy em tham khảo thôi chứ mấy em khỏi cần vẽ ra. Hay mấy em chỉ ghi những cái hệ thức hồi nãy cô vừa mới nói đặng mấy em ôn tập. Còn có phần hồi nãy gói câu hỏi là cô ôn tập về lý thuyết cho mấy em. Còn có phần các hệ thức nắm vững là cô ôn về công công thức để cho mấy em làm bài bài tập. Thì chúng ta sang chương 2 là cái chương điện tử học. Điện tử học thì đầu tiên là chúng ta chọn cái câu 1. Thì từng câu 1 chúng ta có 10 chữ cái là những đường cong nối từ cực này đến cực kia của 500. Thì đó chính là gì em? Đường sức sức từ. À, đường sức từ. Câu 2, đây là quy tắc để sử dụng chiều của các đường sức từ trong lòng ống dây có dòng điện chảy chạy qua. Quy tắc mà xác định chiều của các đường sức từ trong lòng ống dây là quy tắc bàn tay phải. Hoặc là quy tắc nắm tay phải. Thứ ba là một dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường thì chịu tác dụng của lực này. Lực mà do là gì mấy em? Dây dẫn tác dụng do 500 tác dụng lên giấy, dây dẫn thì cái lực này người ta gọi là lực điện từ. Câu 5 là hình ảnh trực quan của từ trường được gọi là gì? Thì mấy em học cái bài từ phổ và đường sức từ thì mấy em thấy là hình ảnh trực quan của từ trường được gọi là từ từ phổ. Quy tắc nào cho phép ta xác định được chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chảy chạy qua là quy tắc bàn tay trái. Câu 6 là mất hết từ tính sau khi ngắt dòng điện qua ống dây đó chính là 500 điện. Thì mấy em thấy là về cái ô từ cái ô hàng dọc là điện từ. Thì điện từ học chúng ta cũng có là gì đây, cái sơ đồ tư duy. Thì cái sơ đồ tư duy này thì mấy em có thể nghiên cứu cũng được, không cần phải ghi trong sách. Còn em nào muốn ghi thì ghi. Nên đây là cái sơ đồ tư duy. Trong này cái sơ đồ tư duy chúng ta còn có một số bài chúng ta chưa có học thì chúng ta chỉ xem thôi. Hai là mã vận dụng. Vận dụng câu 1. Đặt một hiệu điện thế 6V vào hai đầu dây dẫn bằng nhôm thì cường độ dòng điện qua dây là 0,5A. Hỏi nếu tăng hiệu điện thế thêm 12V nữa thì cường độ dòng điện qua dây có giá trị như thế nào? Mấy em lưu ý nè. 6V thì là 0,5A, cái này tăng thêm 12V, tất nhiên là hiệu điện thế của chúng ta là như mấy em 16, 10, xin lỗi 18V. Thì cái cường độ dòng điện qua nó cũng phải tăng lên là mấy lần đây, tăng lên 3, 3 lần thì nó có là giá trị là 1,5. Mấy em lưu ý nha. Tăng thêm chứ không phải là có giá trị là 10, 12 nha. Thì căn cứ vào đồ thị đặc trưng cho Amp-von kế và Ampere kế thì em thấy cái anh R1. R1 thì cái trục xin lỗi trục vành thì nó là 60V và trục tung là 6A. Chúng ta tính điện trở R1 thì R bằng U chia I bằng 60 chia 6 là bằng bằng 10. Vậy R1 bằng bằng 10. Còn cái phần R2 là cái đường chuyển động màu màu đỏ.
Trên trục vành thì chúng ta có thấy U là bằng 5, 50. Và cường độ dòng điện là 10, thì chúng ta lấy 50 chia 10 là 5. Như vậy R1 bằng 10 và R2 bằng 5 là kết quả. Chúng ta chọn câu C. Một bếp điện hoạt động bình thường có điện trở R bằng 80 ohm. Cường độ dòng điện qua bếp khi đó là 2,5 ampe. Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong mỗi 1 giây. Dùng bếp điện để đun sôi 1,5 lít nước có nhiệt độ ban đầu là 25 độ C. Nước sôi là 100 độ, như là T2 là 100. Thời gian đun nước là 20 phút. Coi nhiệt lượng đun sôi nước là có ít tính hiệu suất của bếp. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4.200 joule kg nhân K. Mỗi ngày sử dụng bếp điện này 3 giờ. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp điện đó trong 30 ngày. Cho rằng giá mỗi kWh là 1.350 đồng. Thì chúng ta tóm tắt: R bằng 80 ohm, Y bằng 2,5 ampere. Câu A là với là thời T là bằng 1 giây. Câu B là thể tích 1,5 lít, chúng ta đổi ra được là 1,5 kg. 1 kW bằng 1.350 đồng. Thì tính tiền. Nhiệt độ ban đầu là 25 độ C, nhiệt độ sau cùng là 100 độ C. Thời gian T2 là 20 phút là bằng 1.200 giây. Và nhiệt dung riêng của nước là 4.200 joule kg nhân K. Chúng ta tính hiệu suất. Thời gian T3 là một mỗi ngày chúng ta sử dụng trong 3 giờ. Mà trong 30 ngày thì chúng ta sẽ có 90 giờ. Cái câu A, đầu tiên là chúng ta áp dụng hệ thức của định luật Joule-Lenz, ta có Q bằng Y bình phương R, RT. Với T này là T1, chúng ta bằng 1 giây thì chúng ta bằng 500 joule. Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1 giây là 500 joule. Câu B, nhiệt lượng cung cấp để cho 1,5 lít nước sôi thì chúng ta có công thức là Q bằng MC T2 trừ T1 hoặc là MC nhân delta T cũng vậy là 4.200 nhân 1,5 nhân đi cho 75 thì nó sẽ bằng 472.500 joule. Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra Y bình phương R, RT. Y bình phương ở đây là 2 Y bình phương R, RT. T này là T2. Bằng 500 nhân 1.200. Em biết lý do tại sao mà bằng 500 nhân cho 1.200 không? Y bình phương R giống như ở phía trên, Y bình phương R này là cường độ dòng điện và điện trở, thì nó bằng ở trên nó bằng 500 thì ở dưới cũng bằng 500. Hiệu suất của bếp là quy y là quy ít chia quy toàn phần bằng 78%. 78% này chính là 0,7078. Thì chúng ta sẽ tính được công suất tỏa nhiệt của bếp B bằng 500W ở phía trên đó em. Q bằng Y bình phương R, mà Y bình phương R cũng chính là B, cho nên B nó bằng 500W là bằng 0,5 kWh. Thời gian là T này là T3 là 90 giờ. Đổi ra chúng ta tính nhân vào được 45 kWh nhân giờ. Và chúng ta tính tiền là lấy 45 nhân cho 1.350 thì số tiền chúng ta phải trả là 60.750 đồng. Mấy em lưu ý chỗ có hiệu suất của bếp nè mấy em. Q1 là Q y là Q có ít. Q toàn phần là Q của nó tỏa ra thì chúng ta nhân cho 100% thì bằng 78%. Câu 4 là hãy cho biết tên từ cực của ống dây ở hình. Thì mấy em thấy muốn xác định được từ cực của nó thì chúng ta áp dụng quy tắc nắm tay phải. Giờ chiều dòng điện là từ chiều đi từ trên đi xuống. Thì cái tay chúng ta để như thế này. Chiều dòng điện đi nắm tay phải là nắm làm sao cho các đường sức từ, chiều của các ngón tay là theo chiều về đường sức sức từ ngón cái chỏi ra là chiều của đường sức sức từ. Thì ở đây chúng ta thấy là vậy đây ha. Từ A sang B vào Nam ra Bắc như vậy. Cực đầu A là cực Nam. Cực Nam ký hiệu là chữ S. Còn
cực bắc ký hiệu là chữ N. Thì cái ống dây này cũng giống như ống dây hồi nãy thôi chứ. Ở đây hồi nãy người ta cho mấy em chiều dòng điện, người ta kêu em xác định chiều của đường xuất xuất từ. Bây giờ chúng ta xác định, chúng ta có đường chiều của xuất từ, chúng ta xác định chiều dòng dòng điện thì nó cũng đi vào nam ra ra bắc. Ha. À. Thì chiều dòng điện cũng đi từ đâu? Áp dụng nguyên đó. Chiều dòng điện cũng đi từ đâu? Từ từ A sang sang B. Hãy xác định chiều của lực điện từ, chiều của dòng điện, chiều đường xuất từ và tan từ cực các trường hợp sau. Bây giờ em thay luôn thấy nè. Hình A là người ta cho là gì đây? 2500 và chiều của cái vòng tròn có dấu cộng á là chiều của dòng dòng điện. Thì dòng điện này nó sẽ vuông góc với mặt phẳng cho nên người ta lấy dấu cộng thì người ta sẽ cho là về chiều dòng điện đi từ ngoài vào vào trong. Ha, dòng điện từ ngoài vào trong, còn nếu như dấu chấm thì đi từ trong ra ra ngoài. Lưu ý ha. Câu này sách giáo khoa chúng có cũng có cái bài tập 30 mấy em nhìn lại. Bây giờ cô hướng dẫn mấy em nè. Bây giờ mấy em phát biểu quy tắc bàn tay trái. Đặt bàn tay trái sao cho các đường xuất từ hướng vào lòng bàn tay. Chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều dòng dòng điện. Ngón cái chỏi ra 90 độ chỉ chiều của lực điện điện từ. Thì đó là cách xác định. Như cô xác định từ hình cho mấy em. Hình đầu là cực này là cực cực bắc cực nam. Như vậy là dày đường xuất từ nó vào nam thì nó sẽ hướng vào cực bắc. Nó sẽ hướng vào cực ếch. Như vậy chúng ta đặt cái bàn tay trái là chúng ta đặt úp. Hay chúng ta đặt úp. Tại vì đường xuất từ đi từ dưới đi lên thì chúng ta phải đặt hướng với đường xuất từ được. Chiều dòng điện chúng ta đi từ đâu? Từ ngoài vào vào trong. Ha, chiều mình đi từ ngoài vào vào trong. Thì cái ngón cái chúng ta chỏi vào đây thì chúng ta sẽ có chiều của lực điện điện từ. Em lưu ý nè, cô đặt làm lại nè. Chiều của đường xuất từ là hướng từ dưới đi đi lên. Đặt bàn tay trái úp. Chiều dòng điện đi từ ngoài vào vào trong là chiều từ cổ tay ngón tay là chiều dòng điện nè. Ngón cái chỏi qua bên đây. Như vậy là dây lực ép chúng ta hướng sang sang phải. Hình B là người ta cho mấy em là gì? Chiều của đường xuất từ, chiều của lực điện từ nhưng chúng ta không cho chiều của dòng dòng điện. Bây giờ là gì? Chúng ta đặt cái bàn tay trái như thế này. Tại vì sao? Tại vì cái đường xuất từ chúng ta đi như thế này. Mà ngón cái chúng ta như thế nào? Mà em ngón cái chúng ta đi, di chuyển đi. Vậy đúng không? Đặt giờ thì chúng ta sai đường xuất, sai đường của gì mà em? Sai đường của đường xuất từ rồi chúng ta không được. Vậy trên đặt giày thì chúng ta phải đặt sao đây? Vậy. Ha. Hướng xuống. Như vậy dòng điện chúng ta đi đi ra thì ở đây là dấu dấu chấm. Trường hợp thứ ba là chúng ta xác định lực từ, xác định cực của 500 thì ở đây em thấy là gì? Ngón cái lực điện từ đi đi lên, ngón cái đi lên. Chiều dòng điện đi từ đâu? Từ ngoài, từ trong ra ra ngoài. Đặt bàn tay trái như thế này, từ trong đi ra ra ngoài, ngón hướng lên. Thì ở bên đây là đường xuất từ sẽ đi như thế này. Như vậy là đây là cực gì? Cực cực ớt, đây là cực N. N. Nha, đây là cách xác định. Em lưu ý là gì? Dấu cộng là dòng điện đi từ ngoài vào trong, dấu chấm là từ trong ra ra ngoài ha. Kiểm tra là có cái này nghe mấy em. Coi kỹ này giùm cô. Thì cái hôm nay thì cô sẽ dạy mấy em kiến thức để cho mấy em ôn tập. Tiết sau cô sẽ cho mấy em kiểm tra trên Ajuta thì mấy em sẽ nộp bài cho cô ha, kiểm tra 15 phút. Và tuần sau nữa thì theo lịch của ban giám hiệu thì mấy em sẽ kiểm tra cuối kỳ. Bài học cái này là kết thúc. Chào các em.